Thưa quý vị, với mong muốn sẽ mang đến những tin tức mới nhất, hấp dẫn nhất, chúng tôi rất thân hạnh được phục vụ quý vị khán giả qua các video clip được đăng tải trên kênh Tin Mới. Rất mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị. Và ngay sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 19 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, bản tin mới nhất gây chấn động của chúng tôi ngày 19 tháng 7 xoay quanh cảnh tượng hàng triệu đàn cá mặt quỷ sở hữu vẻ ngoài xấu xí và khá đáng sợ bởi lúc nhúc gây lạnh gáy, ngỡ chỉ xuất hiện trong phim kinh dị mà có thật ở hồ chứa nước thủy điện Tam Hiệp, được biết đến là con đập đầy tai ương khổng lồ của Trung Quốc. Những đàn cá lạ xuất hiện sau khi một trận động đất mạnh làm rung chuyển nền móng của đập Tam Hiệp, khiến cho nhiều người dân đại lục lo sợ đây là điềm báo chết chóc được gửi đi từ địa ngục. Theo những nguồn tin tổng hợp từ đại lục cho biết, vào lúc 10 giờ sáng ngày 18 tháng 7, một trận động đất mạnh 7,2 độ Richter sâu 12m xảy ra ở huyện Joji, châu tự trị Nawa, tỉnh Tứ Xuyên, ở 34,1 độ Vĩ Bắc, 102,68 độ Kinh Đông, đã làm rung chuyển toàn bộ con đập Tam Hiệp, khiến cho nền móng của con đập trở nên mềm yếu. Thân đập thì tiếp tục xuất hiện những vết nứt lớn mới và sâu. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh con đập Tam Hiệp đang trải qua những đợt mưa lũ nghiêm trọng vẫn không ngừng đổ về, khiến cho con đập này luôn trong tình trạng no nước trực chờ bục vỡ bất cứ khi nào. Nhưng một sự việc kỳ lạ đã xảy ra khiến ai nấy đều kinh ngạc. Trong bối cảnh dư chấn trận động đất vẫn kéo dài, thì đến 15 giờ chiều cùng ngày, hàng triệu con cá to không biết từ đâu ập tới, tập trung ở bên con đập và quẫy đạp lên nhau há hốc miệng rồi xé toạc những vật gì rớt xuống hoặc đang trôi qua. Cảnh tượng tình cờ được 5 nhân viên phụ trách giám sát việc xả lũ từ con đập Tam Hiệp ghi lại bằng điện thoại di động. Và không phải ai cũng có thể chứng kiến cảnh tượng có 102 này. Ông Chen Liu, một trong số những người chứng kiến, chia sẻ lại. Dưới đáy con đập Tam Hiệp dường như có một cái hố địa ngục khổng lồ và đàn cá cứ vậy trồi lên từng đàn đông đúc lên mặt hồ. Hình dạng của chúng khiến anh vô cùng sợ hãi khi chúng có gương mặt vô cùng xấu xí với hàm răng sắc nhọn giống như một sinh vật ngoài hành tinh. Với chiều dài khoảng 35cm đến 55cm, anh cho biết nhìn chúng vô cùng đói và hung dữ, nó không khác gì những con thủy quái đáng sợ. Bên cạnh đó, chúng lúc nhúc chen chúc quẫy đạp lên nhau. Nhiều người cho rằng do việc đánh bắt cá và khai thác thủy hải sản trên con sông Dương Tử một cách bừa bãi và không được kiểm soát đã khiến cho lượng lớn tôm cá trên sông này không còn dồi dào, nên sự xuất hiện của một đội quân cá mặt quỷ hùng hậu làm cho nhiều người vô cùng sửng sốt. Nhiều người cho rằng đây không phải là loài cá bình thường, mà những con cá quỷ từ dưới đáy địa ngục trồi lên mang theo những điềm báo xấu. Thông tin này lan truyền đã khiến cho nhiều người vô cùng sợ hãi vì lo sợ chúng xuất hiện mang theo một điềm báo ghê rợn từ địa ngục hoặc là cảnh báo rằng con đập Tam Hiệp của Trung Quốc sắp bị vỡ. Theo đó, anh Chen cho biết thêm, những đàn cá hung hăng này không ngừng di chuyển về phía mép đập. Nhiều cảnh tượng những đàn cá này đang hợp sức để xô đổ con đập Tam Hiệp. Theo đó, có nhiều con đã dùng những hàm răng sắc nhọn để phá những mảng bê tông của thân đập. Một vài chỗ trên thân đập dễ bị chúng chảy xước. Anh và những người khác chứng kiến vô cùng lo lắng và hoang mang vì lo sợ những đàn cá có thể gây hại cho con đập Tam Hiệp. Ngay lập tức, anh đã gọi báo lên cấp trên xin chỉ thị. Cảnh tượng ấy ngỡ chỉ có trong phim. Nhưng sự thật là nó thật sự tồn tại trên trái đất này sau khi chứng kiến những thước phim chân thực sống động được đăng tải lên mạng. Cảnh đàn cá quậy đạp điên cuồng được một số người mô tả là xấu xí và đáng sợ. Nếu bạn ném một đứa trẻ vào đó, chúng sẽ ăn thịt nó mất thôi. Một người đã thốt lên thể hiện sự kinh ngạc với số lượng cá khủng khiếp ở đập tràn này. Cá nhiều đến nỗi ngay sau khi hình ảnh về đàn cá đông đảo sống chung con đập này được đăng tải trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông, hồ chứa nước Tam Hiệp đã ngay lập tức thu hút rất đông người dân đến đây chứng kiến. Bên cạnh những người sợ hãi, cũng có không ít người tỏ ra thích thú trước cảnh hàng triệu con cá chen chúc nhau nơi rìa đập tràn với cái miệng lúc nào cũng há rộng ngời lên trời. Để tránh lượng người đổ xô về con đập gây mất trật tự hoặc nguy hại đến con đập Tam Hiệp hoặc là câu chuyện sẽ được thêu dệt mê tín dị đoan, chính quyền tỉnh Hồ Bắc đã xua đuổi những đám đông và ngăn cấm không cho ai tiến gần đến chụp hình quay phim. Đồng thời thông báo trên các trang mạng truyền thông nước này rằng, đây chỉ là cá trình, chúng túm tụm lại phía góc đập quẫy nước, đập cả lên nhau chỉ để tranh ăn vì chúng quá đói mà thôi. Hiện vẫn không có bất cứ thông tin gì về việc chính quyền nước này sẽ xử lý như thế nào đối với những đàn cá mặt quỷ kỳ dị này. Thưa quý vị, quay lại trận động đất ở thượng nguồn đập Tam Hiệp, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã liên tiếp đưa ra cảnh báo mưa bão nghiêm trọng.
hồ chứa nước địa phương và đập Tam Hiệp phải tự bảo vệ bằng cách xả lũ, khiến toàn bộ thành phố Nghi Xương ở hạ lưu và Phượng Hoàng cổ trấn bị ngập lụt. Lũ đã tràn vào cửa sông Tiền Đường, địa phương đã phải đưa ra cảnh báo cấp 4 trong tình trạng mưa vẫn không ngừng. Trung Khánh cũng đưa ra thông báo nước có thể làm ngập đến 4 tầng nhà, sạt lở đất đá trên núi, nhấn chìm đường cao tốc, toàn bộ bờ sông Dương Tử chìm trong nỗi lo sợ lụt lội. Mưa to liên tục đã khiến vấn đề an toàn đập Tam Hiệp đang được theo dõi sát sao, nỗi lo vỡ đập ngày càng tăng. Một số chuyên gia thủy lợi đã từng cảnh báo rằng một trong những nguy cơ gây vỡ đập Tam Hiệp là sự xuất hiện của động đất và sạt lở núi ở thượng nguồn. Và điều các chuyên gia lo lắng nhất đã xảy ra. Cùng với diện tích bị thảm họa, mưa lũ liên tiếp mở rộng. Vào ngày 18 tháng 7, Tân Hoa xã cuối cùng đã thừa nhận do ảnh hưởng của mưa lũ, lưu lượng nước chảy vào đập Tam Hiệp đã bắt đầu tăng từ chiều ngày 18 tháng 7. Vào lúc 14 giờ chiều ngày 18 tháng 7, lưu lượng nước chảy vào hồ chứa Tam Hiệp là 43.000 m khối mỗi giây, cao gấp đôi so với 14 giờ ngày hôm trước. Để ứng phó với lượng nước dồn về, Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt hạn hán sông Trường Giang yêu cầu điều chỉnh lưu lượng nước xả ra tại đập Tam Hiệp tăng lên 55.000 m khối mỗi giây mỗi ngày. Vào lúc 8 giờ tối ngày 18 tháng 7, 34 tổ máy tại trạm phát điện Tam Hiệp mở toàn bộ, tổng sản lượng đạt 20 triệu kW, gần đạt đến trạng thái phát điện đến hết công suất. Đây là lần đầu tiên đập Tam Hiệp xả lũ trong năm nay. Báo cáo còn chỉ ra hiện tại mưa lớn ở Đông Bộ, Thượng Lưu Trường Giang, vùng từ Tây Bắc đến Đông Nam, ở khu vực Trung và Hạ Lưu sông Trường Giang vẫn đang tiếp diễn. Dự báo từ ngày 19 tháng 7 đến hết tháng 10, ở các nhánh của Thượng Lưu sông Trường Giang có mưa vừa đến mưa to, khu vực cục bộ có mưa rất to. Đến ngày 18 tháng 7, lưu lượng Thượng Lưu sông Gia Lăng, Thượng Lưu sông Hán Giang có mưa lớn, một số khu vực cục bộ có mưa rất to. Do đó, tuần đầu tháng 10, đập nước Tam Hiệp có thể hứng chịu đợt lũ mới. Còn trước đó, trang mạng của Tân Hoa xã cũng đưa tin, Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt hạn hán quốc gia và Ban Chỉ huy Phòng chống lụt hạn hán Trường Giang điều hành đập Tam Hiệp đã truyền đạt chỉ lệnh yêu cầu 4 trạm thủy điện đập Tam Hiệp Các Châu, đập Khê Lạc Độ và Vương Gia Bá. Tổng cộng 82 tổ máy đầu tiên trong năm nay sẽ vận hành toàn bộ. Trong đó, chỉ lệnh nhấn mạnh đập Tam Hiệp cần xả lũ khẩn cấp xuống đập Các Châu để giảm thấp áp lực cho đập lớn Tam Hiệp. Tuy nhiên, Nhật báo Đông Phương đưa tin, Tam Hiệp phát hiện thực tế là xả lũ khẩn cấp để phòng ngừa xuất hiện nguy cơ tràn đập. Bài viết nói, nước lũ đập Tam Hiệp đã vượt quá giới hạn cảnh báo 2m. Để giảm thấp rủi ro, chính quyền mới hạ lệnh 4 trạm thủy điện chính trên sông Trường Giang vận hành, đồng thời cũng để cho hàng ngàn đập nước ở Trung Hạ Lưu xả lũ khẩn cấp. Điều này dường như không ăn khớp với kết nối của chính quyền. Đáng lưu ý, vừa qua trên trang mạng lan truyền một văn kiện có dấu đỏ của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng cho thấy chính quyền vì muốn bảo vệ con đập nên đã yêu cầu bắt đầu từ ngày 19 tháng 7 sẽ toàn lực xả lũ. Văn kiện lan truyền trên Twitter của Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho thấy chính quyền yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Tam Hiệp Trường Giang Trung Quốc bắt đầu từ 20 giờ ngày 18 tháng 7 đã xả nước trong đập Tam Hiệp trực tiếp với lưu lượng gần 51 triệu mét khối mỗi giây. Từ 8 giờ ngày 19 tháng 7, lưu lượng nước Tam Hiệp sẽ được xả ở mức gần 55 triệu mét khối mỗi giây. Dưới văn kiện ngày ghi rõ Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc công bố, thời gian là vào 4 giờ chiều ngày 18 tháng 7, đồng thời kèm theo dấu đỏ chuyên dụng phát hiện cơ yếu của Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi. Học giả kinh tế mắt lạnh đăng video trên Twitter nói rằng, Tam Hiệp, đập Các Châu xả lũ, mực nước Trường Giang tăng mạnh, đổ thẳng xuống Nghi Xương thành thảm họa. Bước tiếp theo là đổ xuống Vũ Hán, đợi đến lúc chìm trong nước rồi mới phản kháng liệu đã quá muộn. Người ở Trung và Lưu sông Trường Giang đều nên tỉnh táo. Đến ngày hôm nay, Trung Quốc có tổng cộng 26 tỉnh thành chịu thảm họa lũ lụt. Số người chịu ảnh hưởng lên đến 15,74 triệu lượt người. Số người tử vong và mất tích là 81 người. Hơn 10.000 căn nhà bị sập đổ, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên đến 29,8 tỷ nhân dân tệ. Nhưng do thông tin của chính quyền Trung Quốc không minh bạch, nên tình hình tử vong thực tế vẫn sẽ chờ kiểm chứng. Thưa quý vị, Trung Quốc xây dựng đập Tam Hiệp vì tính cuồng ngạo nước lớn. Để giờ đây Bắc Kinh đang phải trả giá đắt, mưa lũ lớn liên tục xảy ra tại Trung Quốc thời gian qua đã khiến đập Tam Hiệp đứng trước nguy cơ bị vỡ. Câu hỏi về sự an toàn và tác dụng của con đập lớn nhất thế giới lại một lần nữa được đặt ra. Người ta cho rằng vì cuồng ngạo, Bắc Kinh đã quyết tâm làm đập Tam Hiệp, bất chấp cảnh báo về hậu quả và đang phải trả giá vì điều này. Epoch Times cho hay, các nhà khoa học cũng đã cảnh báo về lỗ hổng cấu trúc của con đập Tam Hiệp ngay từ khi nó mới được đề xuất, được xây dựng vào những năm 50 của thế kỷ trước. Mặc dù vậy, Bắc Kinh vẫn cho thực hiện dự án vì tin rằng nó sẽ đem lại lợi ích kinh tế và hình ảnh sự vĩ đại của họ
khi những cơn mưa xối xả quét vào nhiều tỉnh ở Trung Quốc. Một chuyên gia thủy văn cảnh báo rằng đập Tam Hiệp có thể bị vỡ trước áp lực nước gia tăng, đe dọa cuộc sống của hàng triệu người dân sống gần con đập. Lũ lụt lan rộng đã ảnh hưởng đến ít nhất 11,2 triệu người tại 26 tỉnh và thành phố của Trung Quốc ở khắp miền Trung và miền Nam nước này. Kể từ khi mưa lớn bắt đầu xuất hiện vào đầu tháng 6, hơn 9.300 ngôi nhà đã bị phá hủy, hơn 171.000 ngôi nhà bị hư hại, thiệt hại tài chính đã vượt quá 24,1 tỷ nhân dân tệ. Theo con số thống kê của chính quyền địa phương, nếu đợt Tam Hiệp không thể chống chọi, thì hạ lưu sông Dương Tử, nơi có dân cư đông đúc, sẽ gặp rắc rối nghiêm trọng. Một cư dân tên Lưu ở quận Khuyên Sang, phía tây nam thành phố Trùng Khánh cho biết, trong một cuộc phỏng vấn, Tam Hiệp được xây dựng với mục tiêu điều hòa dòng chảy của sông Dương Tử và tạo ra năng lượng sạch. Tuy nhiên, theo Epoch Times, dự án khổng lồ trị giá 180 tỷ nhân dân tệ đã bị ảnh hưởng bởi tham nhũng và cái giá phải trả cho việc tàn phá môi trường. Việc di rời hơn 1 triệu người để lấy mặt bằng phục vụ dự án Tam Hiệp cũng đã khiến cho dân tình mắc bệnh. Dù Tam Hiệp có thể đóng vai trò ngăn chặn lũ lụt trong tình hình hiện tại hay không, hay chính quyền đã lừa dối người dân về tác dụng của con đập, ngay từ đầu thì câu trả lời cũng khá rõ trong suốt những năm qua. Ông Wang Weilu, một nhà thủy văn học Trung Quốc đang cư trú ở Đức, nói với Epoch Times, sông Dương Tử chảy qua 11 tỉnh và khu vực miền Trung, miền Tây Trung Quốc bao gồm Tây Tạng, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Hồ Bắc, Thượng Hải. Ông Wang cho biết, nhiều khu vực thuộc lưu vực sông Dương Tử nằm thấp hơn mặt nước của con đập, vì thế sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp trong tình huống xấu xảy ra. Vào hôm 18 tháng 7, Phan Xiao, một kỹ sư cao cấp của Cục Khai thác Tài nguyên khoáng sản Tứ Xuyên, nói với Epoch Times rằng cấp trên quán triệt cho ông rằng không được trả lời phỏng vấn truyền thông nước ngoài về đập Tam Hiệp. Tuy nhiên, ông Wang đã viết nhiều báo cáo về các vấn đề xung quanh đập Tam Hiệp. Trong một bài báo vào năm 2004, ông viết về vấn đề an toàn hồ chứa của đập, đề cập tới tình huống động đất và sạt lở. Trong một bài viết khác vào năm 2016, ông đã đặt câu hỏi về khả năng giảm thiểu lũ lụt của đập sau khi lưu ý về cái giá phải trả cho việc phá hủy môi trường sống để xây đập. Ông Wang cho biết có mâu thuẫn lớn giữa đầu phía trên và đầu phía dưới con đập Tam Hiệp. Phía trên Tam Hiệp muốn xả nước, trong khi đó phía dưới không thể đối phó được trong trường hợp có thêm nước lũ. Tam Hiệp chịu sức ép từ cả hai đầu, ông Wang nói. Hiện tại, hồ nước của đập này đang giữ mực nước thấp hơn chuẩn AN, đảm bảo an toàn cho nó. Các báo cáo về Tam Hiệp trên các phương tiện truyền thông của Trung Quốc trong những năm qua cho thấy xu hướng giảm dần niềm tin về tính toán an toàn cũng như tác dụng của con đập. Năm 2003, một bài viết trên Tân Hoa Xã nói rằng đập Tam Hiệp có thể chịu đựng được các trận lụt 10.000 năm. Nhưng vào năm 2007, con số này đã giảm xuống còn 1.000 năm và sau đó là 100 năm vào năm 2008. Vào năm 2011, MC của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc trích dẫn tài liệu Ủy ban Tài nguyên nước sông Trường Giang, nơi giám sát trực tiếp dòng sông Dương Tử, nói rằng người dân không thể đặt hết hy vọng vào đập Tam Hiệp. Tính toàn vẹn về cấu trúc của con đập đã gây ra cuộc tranh luận rộng rãi vào năm ngoái, sau khi hình ảnh vệ tinh cho thấy đập Tam Hiệp rõ ràng đã bị cong, làm dấy lên lo ngại rằng nó có thể bị vỡ. Mặc dù công ty điều hành đập Tam Hiệp bác bỏ những lo ngại trên bằng cách chỉ ra những điểm không chính xác tiềm ẩn trong hình ảnh vệ tinh của Google, nhưng sau đó họ thừa nhận trong một bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội rằng con đập đã dịch chuyển 1,05 inch so với trước. Tuy nhiên, trấn an người dân rằng sự dịch chuyển này nằm trong biên độ cho phép. Các nhà chức trách cho biết họ đang xả nước lũ tại 980 hồ chứa nước dọc theo sông Dương Tử, trong khi trên bề mặt họ tỏ ra do dự đối với việc thực hiện quyết định xả nước bên trong đập Tam Hiệp, cho dù mực nước trong hồ đã vượt qua 2 mét so với chuẩn an toàn. Mặc dù vậy, cư dân mạng gần đây đã chia sẻ một video cáo buộc chính quyền đã bí mật xả nước đập mà không thông báo trước, đe dọa hoàn cảnh sống của người dân. Ông Wang đang kêu gọi những người sống gần con đập Tam Hiệp chuẩn bị các phương án để tự bảo vệ mình trong trường hợp xấu. Ông nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ không bao giờ chịu trách nhiệm về việc vỡ đập và mọi cái chết chỉ là một con số đối với chế độ này. Ông Chen, một người dân ở tỉnh Tứ Xuyên, lo lắng rằng một điều gì đó thảm khốc hơn có thể xảy ra với Trung Quốc trong tương lai vì sai lầm trong quản lý của chính quyền, chính phủ đã biến đập này thành một dự án trình diễn. Ông Wang nói với Epoch Times, sau những hậu quả tai hại, người dân luôn là đối tượng lãnh hậu quả nghiêm trọng.
Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.